Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Và sau một khoảng thời gian AFK chờ đợi thì cuối cùng hai nhóc khủng long trong cái chuồng bên này đã trưởng thành rồi. Và hình dạng thì hơi bị khác luôn đó nha. Lúc đầu thì Sterosaurus khá là nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì đã to như vậy rồi. Và cái phần gai trên lưng á đã hiện rõ lên và trông rất là đẹp luôn nha. Quê, mình không ngờ Sterosaurus khi mà lớn lại đẹp như vậy luôn á. Còn về nhóc đâu rồi, nhóc bên đây đâu rồi, chạy đâu rồi? Ok, đây trốn. Còn về phần Bachycephalosaurus thì cũng vẫn giữ được cái nét ban đầu, đó chính là có những cái đốm đen ở trên người ha. Tương tự thì hở cái là định chạy à. Tương tự thì bên đây thằng lằn bay cũng đã phát triển hơn rồi. Thế nhưng mà hiện tại thì mình gần hết cá để có thể nuôi được thằng lằn bay. Thằng lằn bay sẽ rất là dễ đói đấy. Thôi thì chịu khó đi nha, bữa nay mình sẽ tìm biện pháp để mình có được nguồn cá nó dồi dào hơn để cho thằng lằn bay ăn. Bằng cách là mình sẽ chế tạo một cái được gọi là fishing net. Đây, nó đây. Cái này thì chỉ đơn giản là những cái sợi chỉ thôi, mình ghép lại với nhau rồi mình quăng xuống nước. Nó là cái bẫy đánh cá, mình có thể bắt được nhiều cá hơn và không cần phải ngồi một chỗ để canh chừng gì hết. Khá là tiện. 10 cá luôn. Tha hồ mà đánh bắt cá. Rồi, giờ thì mình sẽ cho xuống nước. Đấy, quăng nhiều nhiều lên. Hy vọng là sẽ bắt được nhiều nhiều cá nha. Rồi, còn trong lúc này thì mình sẽ vào nhà để mình nâng cấp vũ khí cái đã. Hôm qua thì mình có màn trạm chán với những cái con quái vật cấp cao hơn. Nó là con 3 sao thôi mà nó dí mình chạy muốn tuột quần luôn. Mình không thể chạy mãi như vậy được. Thành thử ra là hôm nay mình sẽ làm một cái vũ khí mới, có thể solo 1-1 nó tốt hơn. Và vũ khí này thì mình tính là sẽ làm một cái cây kiếm dài nè. Vì cái cây kiếm này thì nó sẽ có cái tầm đánh xa hơn, và đôi khi nó còn đánh lan giúp mình có thể tấn công nhiều mục tiêu trong cùng lúc nữa. Và nó hơi mắc một xíu, nhưng mà đánh đổi thôi. Mình sẽ lấy ra 1, 2, 3, 4, 6 viên. Cỡ 6 viên để làm được cái thanh kiếm dài đó. Đây, rồi. Tới củ kẹo mấy cái con quái vật mà cấp cao nè. Ồ, tính ra tốc độ đánh nó cũng tương đối nhanh nè, cũng không quá chậm. Được đấy, lỡ rồi, mình sẽ cường hóa luôn. Nó còn cho mình Life Ledge cấp độ 1. Kiểu như là hút máu ấy. Chọn giữa hút máu hay là sắc bén ta. Mình nghĩ cái dòng hút máu cũng khá là tuyệt trong giai đoạn hiện tại, thế nên là mình sẽ chọn luôn. Tuy nhiên thì mình sẽ không có được sắc bén đó nha. Ôi, có đúng cái dòng này đâu mà. Thôi căng rồi, không sao. Hy vọng trong những chuyến khám phá thì mình sẽ có thể tìm được những quyển sách tốt hơn rồi ghép vào cái thanh kiếm này. Giờ thì mình cần phải sửa lại cái áo giáp nè. Trong lúc rảnh rỗi mình có đi cày cấp ấy, thành thử ra là giáp mình hư quá trời quá đất luôn. Bây giờ phải sửa lại thì mới có thể mặc tiếp được. Vừa đủ sắc luôn ấy chứ. Hên thật sự. Rồi, đặt cái đe xuống. Mình sẽ sửa cái, ưu tiên là sửa cái nón nè. Đây. Ây da, sửa tốn 2 viên hả ta. Và tới cái quần, 2 viên nữa hết luôn rồi. Vậy là mình phải đi tìm thêm kim cương mới được. Mình nghèo quá à. Hôm qua thì mình còn nhặt thêm được một cái set dụng cụ bằng kim cương trong một cái công trình toàn là đá nền. Thành thử ra bây giờ mình sẽ thử coi cường hóa nó có được những cái dòng gì tốt hay không. Hiệu suất cấp độ 2 không quá tốt nha. Thôi mình sẽ reset nó lại cái. Ồ, 500. Mình ra cái dòng 500 này tức là đào hình như là nó hút đồ lại mình hay sao ấy. Cũng hay. Mình sẽ ép thử đó coi. Nó còn cho mình hiệu suất cấp độ 4 nữa. Tốt nha. Thêm một cây rìu chạm hỏng. Cũng như là hiệu suất luôn. Rồi, vậy là khá là thành công rồi. Bây giờ mình sẽ ghép hai cây cúp này lại để có một cây cúp hiệu suất cấp độ 5 và có thêm dòng 500 nữa. Mình sẽ test luôn cái dòng 500 này coi nó có hút đồ thật sự hay không. Đây, đào cục đá thử nè. À đúng rồi, nó có hút đồ nha. Nó hút không mạnh lắm. À, cũng được. Nói chung là cũng khá là hữu ích khi mà mình đào hóa thạch đấy. Như vậy thì công cuộc nâng cấp vũ khí, áo giáp của mình đều đã xong hết rồi. Giờ thì mình sẽ tập trung lại với công việc chính của mình là một nhà khảo cổ học. Nhưng mà hiện tại thì cái máy phân tích của mình nó khá là ít nè. Có một máy thôi, nên cái tốc độ nó không có nhanh.
Thành thử ra bây giờ mình sẽ làm thêm vài cái máy phân tích nữa để sẵn đó nha. Khi nào cần thì mình phân tích nó cũng được nhanh hơn. Mình sẽ cần thêm hóa thạch với cả những cái release scrap. Ê, mình hơi ít release scrap thì phải, chỉ đủ làm được có 4 cái thôi. Ok, trước mắt là vậy đây. Và 4 cái này thì mình sẽ đặt nó dọc như vậy để tiết kiệm diện tích nhất có thể. Và bây giờ thì mình sẽ cho những cái mẫu hóa thạch còn lại của mình vô trong để cho nó phân tích thôi. Hy vọng là mình sẽ kiếm thêm được một mớ kiểu như là cái DNA của khủng long mới nha. Trong lúc chờ đợi cho những cái máy này phân tích thì mình cũng sẽ tranh thủ up vài cái mẫu DNA thôi. Chẳng hạn như là Parasaurolophus nè. Mình nghĩ đây là một loài khủng long ăn cỏ đấy. Thử nè. Khủng long bạo chúa thì tạm thời chưa chưa đủ tự tin để up được. Ankylosaurus. Loài khủng long này nhìn cũng có vẻ thân thiện này. Được. Mình sẽ chọn hai cái DNA này để up trong ngày hôm nay. Cho Biogu vô trước rồi mới cho DNA vào sau. Vậy nếu mà hai khủng long này mà ăn cỏ tiếp á thì mình sẽ cho vô nốt cái chuồng bên kia. Được không ta? Chắc đủ diện tích á. Quên nữa, mình còn một vài cái mẫu hóa thạch của những cái cây thời tiền sử nè. Mình sẽ phân tích nốt luôn, biết đâu mình lại có những cái giống cây mới thì sao. Chính xác, mình nên phân tích thêm cả những cái cây nữa. Bên đây mình đã có những cái DNA đầu tiên trong cái máy phân tích rồi nè. Đã nha. Có thêm DNA mới này. Thích thiệt sự. Coi được bao nhiêu DNA mới đây. Sơ qua là cũng được 5 cái DNA mới. Lần lượt là Parasaurolophus. Tiếp theo là Plesiosaurus. Em này thì mình chưa có. Rồi Gallimimus nè. Em này mình cũng chưa có luôn. Pachycephalosaurus. Em này thì mình đã hồi sinh rồi. Rồi thêm Edephalosaurus nữa. Cái DNA của cái em khủng long này có vẻ là màu khá là đặc biệt nè. Được nha. Và cuối cùng là Leoplerodon. Nói chung thì mình cũng khá là may mắn trong cái lần phân tích lần này á nha. Rồi mình sẽ lấy mấy cái đồ lặt vặt ra. Thêm một DNA nữa nào. Diplocaulus. Lại là một cái DNA màu xanh lá cây. Hên vậy. Lại là Gallimimus nữa. Bữa nay đúng kiểu may mắn luôn á. Ở đây thì còn có DNA Spinosaurus nữa. Quả là một ngày hên của mình. Còn bên đây thì nó đã phân tích ra được một vài cái mầm cây rồi nè. Vậy đây là những cái mầm cây thời tiền sử á. Quá đã luôn, còn có hộp giống gì nữa. Thì cứu mèo. Mình sẽ đi trồng thử những cái cây thời tiền sử này coi nó sẽ ra làm sao nha. Mình sẽ trồng luôn trong cái khu vực mà khủng long sinh sống này. Ê, đi đâu. Pachycephalosaurus rất là hay ha. Tìm cách để rời khỏi cái nơi này nha. Đi, gồ zombie nó sàm sỡ đó. Mấy con zombie trong đây nó nguy hiểm lắm ấy. Đừng có đi lung tung. Cái mầm cây này không trồng được à. Mầm cây này không trồng được trên đất thường. Hay là mình phải cuốc đất lên thì mình mới trồng được ta. Cuốc cái. Rồi trồng xuống. Cũng không được. Rồi, vậy là mình phải học cách để trồng cây thời tiền sử rồi. Chứ không phải muốn trồng là trồng được đâu. Hộp giống thì sao? Hộp giống cũng không có thể trồng trên đất mà mình cuốc nè. Chắc phải có một cách khác rồi. Cuốn hộp chim én. Để mình từ từ mình nghiên cứu về những cái loài thực vật thời tiền sử này sao. Bây giờ thì trở vô trong để mình coi những cái mẫu DNA đã up tới đâu rồi. Up xong rồi nè. Hai cái trứng khủng long mới đã được up xong. Giờ thì đem ra cái nơi thân thuộc để mình up thôi nào. Ở trong lồng kính thì thằng lằn bay đang bay lượn kìa. Trời, nay lớn cái bay vèo vèo rồi ta, dữ ta. Rồi, chào đón thành viên mới nào. Có bị lạnh không? Ok, không bị lạnh là được nè.
Và bên đây là cái trứng tiếp theo. Kiểm tra. Rồi, hai cái trứng đều đã trong cái giai đoạn phát triển rồi. Chắc mình sẽ không có đi đâu đâu. Để mình canh chừng ở đây. Nhỡ mà hai khủng long này lớn lên đó, mà là khủng long ăn thịt, là mình sẽ ẵm đem vô nhà liền. Còn ví dụ khủng long ăn cỏ thì mình sẽ tiếp tục cho ở đây sống chung với hai nhóc khủng long sẵn có nè. Nhưng mà cái việc mình dồn hết khủng long vào một nơi thì cũng không an toàn lắm. Nhỡ mà có một cái biến cố nào đó xảy ra thì nhiều khả năng là tất cả khủng long trong một nơi này đều biến mất đấy. Vậy là mình phải sớm dọn mặt bằng rồi xây thêm nơi ở thôi. Kiểu giai đoạn đầu mình nên khó khăn nên tạm thời cho những khủng long sống tập thể với nhau đi. Công viên khủng long mình chưa xây xong mà có nhiều khách tham quan tới ta. Mà khách tham quan này có vẻ không thân thiện cho lắm á nha. May là khủng long của mình thiện á. Chứ mà khủng long mình nuôi mà kiểu loại ăn thịt á là xác định con Ripper đó rồi. Ủa sao cái trứng bây giờ ở đây rồi? À mình có thể di chuyển được những quả trứng bằng cách đụng vào nè. Rồi rồi, hai quả trứng đi sắp nở rồi. Đầu tiên là dây. Ui ui ui, ăn dữ vậy. What the heck. Mấy nhóc khủng long này đều ăn thực vật hết luôn. Và khả năng ăn thì có thể nói là không khác gì cái em này, em Pachycephalosaurus lúc trước nè. Ăn như cái máy hạm vậy. Ankylosaurus, để coi đây là giống đực. Wow. Còn về phần Brachiosaurus thì vẫn là giống đực luôn. Đã nha. Và hai em thì đều có những cái đặc điểm khác nhau. Em này thì màu có vẻ khá là đẹp nè. Màu xanh nhạt. Tiềm năng ở nhà em này lớn lên là sẽ tiềm năng rất là đẹp đây. Rồi, vậy là mình đã thành công ấp thêm hai loài khủng long nữa. Quá là tuyệt vời. Mà bữa giờ mình ấp trứng khủng long thì có vẻ chưa có cái máy nào diễn ra lỗi hết. Khá là hên luôn. Nhưng mà cũng không vì thế mà mình được chủ quan nha. Thế nên chắc sắp tới mình sẽ làm thêm một cái khu vực nữa dành riêng cho cái việc mình ấp trứng khủng long nè. Để nhỡ mà có xảy ra sự cố thì cũng không ảnh hưởng tới cái nơi ở của mình. Nhưng mà đó là chuyện của sắp tới. Còn bây giờ thì mình sẽ lên đường để khám phá một tẹo. Trước khi đi khám phá thì để mình thăm mấy cái lưới của mình cái đã. Nó bắt được nhiều cá không? Cũng được mớ cá nè. Khá là ok đấy chứ. Như vậy thì sắp tới thằng lằn bay không lo kiểu như thiếu cá ăn rồi. Ok, và sau khi thu hoạch xong thì mình sẽ thả lại mấy cái lưới đánh cá xuống dưới. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái xác suất nhỏ là mình đập một phát là hư cái chỗ đánh cá luôn. Ok. Mặc dù mình đi khám phá đấy, thế nhưng mà mình vẫn không quên là kiếm thêm hóa thạch nha. Hồi nãy ở nhà mình đã phân tách toàn bộ số hóa thạch mà mình tích góp được trong mấy ngày qua rồi đó. Hiện tại thì... nó lại muốn mình đi xuống lòng đất nữa rồi. Lại có thêm một cái công trình dẫn sâu xuống dưới lòng đất nữa nè. Thôi được, thích thì chịu thôi. Xuống luôn. Nay mình mới nâng cấp giáp rồi. Kiếm mới mà. Ngại gì vết bẩn. Mình đã tới dưới nơi thấp nhất rồi nè. Ở đây thì khá là yên tĩnh luôn. Không hề có quái vật chặn đường mình. Hiếm có công trình nào mà như vậy lắm nha. Nhưng mà như vậy thì cũng lấy làm lạ đấy chứ. Mình nghe tiếng nước chảy bên này. Có cá bạc ở đây à? Chính xác. Ở đây rồi. Đây là bên trong của công trình chắc luôn. Xe mổ chứa rương. Vô thử nào. Ui. What? Sao đây nó có cả đống đồ vậy? Ý? Hình như có một cái rương bị bể hay sao á. Nhưng mà đồ của nó toàn là đồ lặt vặt không à. Không có đồ nào giá trị hết. Đằng kia có cái xe mỏ chứa rương kìa. Để mình qua đó mình coi thử như thế nào. Xe mỏ này cho mình ngọc lưu ly với cả là bộ phượng hoàng. Ở đây nó còn có một cái hành lang. Nhưng mà toàn là sách không này. Mình lạc vô một cái thư viện khổng lồ rồi. Nó lại là một cái mê cung nữa đấy. What the heck. Kim cương.
Vô tình mình lượm được kim cương giữa đường nè. Ờ. Cứu giờ cho à. Đằng đây nữa. Ờ đằng đây là ngọc Ender thôi. Thêm một cái túi Ender nữa. Ồ. Đã vậy. À. Dưới này nó còn có một cái công trình nữa. Bảo sao ạ. À? Ê, nhưng mà ở đây nó hơi nhiều lòng spawner. Mình phải đập bớt mới được. Đập lẹ. Không thôi nó lại đẻ thêm đấy. Ui, kiếm mình mạnh như vậy mà đánh bọn chúng không xi nhê tí nào hết. Mình phải tìm một lối đi nó an toàn hơn thôi. Ồ, công trình này rất là bự nha. Một cái hành lang thôi mà nó đã dài như vậy rồi. Thế nhưng mà nó không hề có nhiều những cái rương ấy nhờ. Ờ, mình cảm giác nó rất là ít rương luôn. Chắc phải nghía thêm vài vòng nữa mới được. Dưới này có rương không? Không có rương. Ui, con nhện này nguy hiểm vậy. Đánh người ta lỡ người ta lọt xuống dưới thì sao? Ê. Gì vậy ca? Cái gì xanh xanh ý nhờ? Qua wow, mình lượm cái xanh xanh này cái đã rồi tính tiếp. Ok, mình sẽ đào luôn. Rồi, được thêm hai quặng. Quá đã. Ở phía trên này còn có hóa thạch nữa nè. Ố. Ố. Mình ấn nhầm. Đào một khu vực rộng lớn thì phát hiện ở đây nó còn thêm một cái mỏ kim cương. Cho mình thêm 8 viên. Wow. Hên thiệt sự. Nè, lại có thêm hóa thạch nữa nè. Quả đã nha, vô đây tính ra mình vừa khám phá mà vừa đào thêm được quá trời kim cương với cả là hóa thạch luôn. Một công đôi chuyện. Cái chị phù thủy hư hỏng này chặn đường mình hả? Đi ra chỗ khác đây. Chưa thấy phù thủy bị đánh hay gì. Tính chặn đường nữa ha. Nữa kìa. Cái quặng xanh xanh kia nữa kìa. Để xem lần này được mấy quặng kim cương đây. 4 quặng kim cương. Tiếc ấy nhờ, mình không có gia tài thôi. Nãy giờ có gia tài chắc cũng được mười mấy viên kim cương rồi đấy. Rồi, lượm cục kẹo nó ra. Ui, đánh nó xong nó còn rải cái chỗ sát thương tức thì xuống dưới chân nữa. Nguy hiểm thiệt chứ. Ê, đằng kia có mấy con zombie gì nhìn lạ lắm cơ. Ui, zombie tàn hình. What the heck. Trời ơi, zombie béo phì nè. Nhưng mà nó biết tàn hình nha. Ghê vậy. Ồ, ở đây có cái quyển sách Multi-jump nữa. À, cái này được. Quyển này tốt, mình sẽ ép vào cái ổn để mình nhảy được nhiều lần hơn. Ê, đây rồi, cuối cùng. Cuối cùng thì mình cũng gặp được một cái rương đầu tiên trong cái công trình rộng lớn này. Cái này thì có thể dò tìm được những cái lòng spawner xung quanh. Đâu, để mình thử dùng coi. Coi nó dò như thế nào. Gì á? Ủa sao trên đầu mình có cái gì cơ? What? À, vậy là phía trên này nó có một cái lòng spawner. À, hiểu rồi. Cái công dụng của cái cái cục tròn tròn tím tím này là nó sẽ chỉ những cái spawner gần mình. Để giúp mình dễ dàng tìm những cái công trình hơn ấy. Ừ, cũng tốt đấy. À, kia. Hôm qua mình bị cái con mà nó chiếu một cái chùm tia xong rồi bị dính hiệu ứng mù lòa á. Và đằng kia chính là nó. Không làm được. Hôm qua nó dám ha. Này thì dám làm mù lòa mình. Trả thù liền. Headshot liền. Dám cà khịa mình hả? Ừ, thêm một cái rương có kim cương máu nữa nè. Thêm một cái chỗ kim cương nữa. Ồ. Nhưng mà mình phải vượt qua. Ôi. Một con dơ mai hay sao? Đi xuống dưới. Ây, mình bị tê liệt rồi. À, đi xuống dưới. Ừ. Vậy đi. Trời, nguy hiểm thiệt chứ. Kìa, coi nó lọt xuống trong nhà mà nó giống như là không hề xi nhê luôn á. Cả buổi trời mà nó không chết cơ, mình sẽ bắn nó. Chết đi. Con zombie không kiếp. Ui. Ghê thật chứ. Rồi trong rương này thì có vàng với cả sắt. Để coi lần này kim cương sẽ được mấy quặng. Mình đoán là cỡ một quặng. Mình nghĩ vậy. Thử xem. Ú, nhiều hơn một. Ú. Có tới tận là 3 viên luôn. Bá quặng. Ơ. Trời. Lại gặp cái con này.
Ồ, nó định chọi cục đá mình. Nó tự chọi, nó tự nhận sát thương kìa. Cái tên dân làng đột biến ngu ngốc. Bắn tim cái gì, ta không có yêu thương gì ngươi đâu mà ngươi bắn tim ta. Này thì dân làng đột biến ngu ngốc. Né gió dưa gặp gió mít thiệt chứ. Rồi gọi con này qua đây. Mơ đi cưng. Ngươi đã bị bịp rồi. Vừa tội lắm. Nữa nè. Ê, mình lại gặp lại cái công trình toàn là đá nền rồi. Ở đây nó có một trái tim trà bá lửa, một cái quần kháng lửa luôn. Nhưng mà nó không tốt bằng cái quần của mình nên là mình sẽ chỉ giữ thôi chứ không có mặc. Giờ thì mình sẽ tìm đường để đi xuống dưới cho nó an toàn cái đó. Ừ, còn có cả kim cương đằng kia nữa cơ. Ê, ê, cái gì đây? Sao lại bắn tim gì đây? Đang đánh mà bắn tim gì nữa vậy? U là trời. Rồi, qua đây đào kim cương trước đi. Không biết là được bao nhiêu quặng nữa. Có vẻ là được 4 quặng. Hiện tại thì nó đang lót công trình ra nên thành thử ra nó hơi lắc thì phải. Này. Ôi, cái gì? What the heck? Ôi, oh no. Trời, lắc kiểu gì thì toán rồi. Cái công trình ở dưới mặc dù là nó có nhiều đồ thiệt đấy, thế nhưng mà nó lắc quá. Thành thử ra mình đã đi lên trên luôn à. Sẵn tiện đi khám phá một xíu cái địa hình ở xung quanh khu vực này luôn. Mà từ xa thì mình đã nhìn thấy phía trước nó có một cái ngôi nhà gì nhìn kiểu như bị bỏ hoang hay sao ấy. Ờ, mình muốn qua đó để kiểm tra thử cái đó. Nhưng mà trước tiên thì qua đây đào ké hóa thạch. Công việc của mình mà. Gặp là ghé liền. Và sẵn tiện mình sẽ giúp đỡ cái người khảo cổ học này luôn. Đâu rồi? Ủa anh ta đâu rồi? Ủa mình nghe tiếng mà không thấy anh ta ta. Ủa cái thanh niên khảo cổ học đâu? Ủa đâu vậy? Hay là trong này? Trời đất ơi. Chui trên đồ cây sống à. Khổ thân thanh niên. Này, mua thêm được một cái hoa thạch. Rồi đó. Đi xuống dưới đi, trời đất ơi. Sống trên cây vậy đó, không hiểu. Và mình áp sát lại cái công trình bỏ hoang đằng này rồi. Nó kiểu như là một cái một cái ngôi nhà. Nó là một ngôi nhà nhưng mà lại có đường đi xuống dưới nữa nè. Ra là vậy. Trong này thì không có đồ đạc gì hết. Thôi, đừng ngủ nha, đừng ngủ nha. Tại vì một hồi mình sẽ biến về bằng cái này nè. Thế nên là mình không được ngủ tầm bậy tầm bạ. Ngủ tầm bậy tầm bạ là không có biến về được đâu. Ở cái vùng đầm lầy này thì mình phát hiện ra nó có cái loài. Ồ, nó có cắn mình không vậy? Sao nhìn cái hàm răng nó ghê quá à. Loài cá gì đó. À, loài cá này hiền, loài cá này không có cắn mình. Đây là Agilator gì nè. Wow. Đây là một loài mà có vẻ đã tuyệt chủng rồi mà. Nhưng mà sao lại xuất hiện trong tự nhiên nha. What? Như vậy thì không hẳn là tất cả các loài thời tiền sử đều đã tuyệt chủng đâu. Có một số loài nó vẫn xuất hiện ngoài tự nhiên nè. Chẳng hạn như cái loài này. Mình còn có thể mang về nữa cơ. Wow. Được, mình sẽ bắt một cặp đi. Hợp lý á. Mình sẽ bắt một cặp mang về. Trời, đỡ phải kiểu như tìm DNA rồi hồi sinh lại. Quá đã luôn. Ngoài ra thì mình còn gặp cái cánh rừng gì mà bự lắm cơ. Mấy cái cây đó phải cây thời tiền sử không vậy? Mà sao nhìn nó to hơn những cây bình thường lắm nha. Để mình coi thông tin coi. Đây là cây gì? À không, đây là cây gỗ đỏ. Ồ, mình cứ tưởng đây là cây thời tiền sử chứ. Thôi được, mình sẽ vô trong khám phá thử. Để mình coi bên trong cái vùng này có cái loài nào mà xuất hiện thêm không. Sau khi lượn một vòng thì mình thấy là trong này khá là ít sinh vật thân thiện sống nha. Toàn là quái vật thôi. Nè, ma cỏ đồ tùm lum nè. Nhiều thấy ghê. Nên là hôi, chắc mình đi bộ tèn tèn về thôi. Chuyến đi này cũng khá là thành công rồi khi mà mình đã có thêm kim cương mang về nè. Mà còn thêm hai cái loài giống như là cá vậy, thời tiền sử nha. Công việc đầu tiên của mình sau khi về nhà là mình sẽ thả hai cái nhóc này xuống. Rồi,
và mình sẽ thử dùng cái quyển tra cứu thông tin. Cái loại này thì chỉ kiểu như là ngoài tự nhiên ấy nên mình không có thể xem thông tin được. Bảo sao, thôi kệ, làm kiện cũng được. Tự nhiên cái hồ nhỏ nhỏ này lại có thêm cá thời tiền sử là thấy cũng khoái khoái đấy. Về nhà thì vẫn như thường lệ là mình sẽ phân tích mấy cái mẫu hóa thạch này ra. Biết đâu một xíu mình lại phân tích ra cái loài Alligatorga này luôn ấy. Mà nãy đi mình cũng không có lấy hắc diệm thạch về ta, bất cẩn vậy. Mình cũng đang tính lấy hắc diệm thạch để có gì còn đi tới địa ngục và khám phá thêm nữa. Mình thiệt là hậu đậu mà. Được hai cái mẫu DNA đầu tiên nè. Một cái là cổ ốc anh Vũ với một cái là cổ Mosasaurus. DNA mới nha. Tốt. Hết rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Bên đây thì không hề có bất kỳ cái DNA nào luôn. Sukana vậy. Mà bữa giờ mình có nhặt được đúng duy nhất một cái stone tablet thôi. Cái này thì mình có thể đặt xuống để trang trí cũng rất là đẹp. Chẳng hạn như mình sẽ đặt như vậy. Đó. Nó sẽ ra giống như là những bức tranh vậy đó. Cái này là kỹ băng hà nè. Đây là, nếu mình nhìn không lầm đây là voi ma mút. Còn đây là những con giống như là hổ răng kiếm hay sao á. Wow. Bức tranh này đẹp. Mình giữ lại luôn đi. Hiện tại thì mình đã xong cái công đoạn khám phá trong ngày hôm nay rồi. Thành thử ra mình còn một chút thời gian rảnh. Thế nên là mình sẽ tìm một cái mặt bằng nào đó để mình xây dựng sẵn một cái chỗ nuôi khủng long luôn đi nha. Để sau này mình còn có thể chào đón những cái nhóc khủng long mới nữa. Chứ cái khu vực này mình thấy nó bắt đầu chật rồi đó. Khu vực mình dự kiến sẽ xây nó sẽ nằm đâu đó ở bên này nè. Mình thấy chỗ này khá là đẹp luôn á nha. Với cả gần nhà mình nữa. Và chỗ này thì mình sẽ xây nó khác một xíu là mình sẽ xây hình vuông đi. Hình vuông thì mình sẽ kiểu như dễ dàng ướm hơn. Không biết như đây nó có bị bự quá không ta? Bị nhỏ quá không ta? Cũng được đấy. Nó cũng xem mấy cái chuồng mà lần trước mình xây rồi. Nhưng mà cái này khác một xíu là mình sẽ xây nó có cột đàng hoàng. Tại vì nó hình vuông mà. Phải có cột thì nhìn nó sẽ đẹp hơn á. Mình sẽ xây cái cột này nó cao lên một tí. Nhưng mà dùng đá cuội thì nó không có nổi cho lắm nha. Mình phải đổi vật liệu để làm cột thôi. Chết tiệt thiệt chứ. Xây chưa được bao nhiêu là lại bị phá tiếp nè. Bực thiệt. Kiểu mình đúng nhỏ luôn á. Hôm qua thì bị dân làng đột biến phá, bữa nay thì bị Ripper Hip Hop Never Die phá. Bó tay luôn. Mà bây giờ thêm cái gì sao nhiều các bạn vậy? Ui ôi, nó đi nó xong nó để lại cái đàn cá bạc luôn. Khổ thân mình. Rồi xong rồi đó. Mình sẽ tay mấy cái cột này bằng cục gạch đá được đục. Mình nhìn mình thấy cái họa tiết của gạch đá được đục này trông khá là đẹp đấy chứ. Wow. Được nha. Công đoạn cuối cùng là mình sẽ gắn thủy tinh vào giống như những cái chỗ nuôi khủng long khác thôi. Để mình dễ dàng quan sát từ bên ngoài hơn. Ôi nữa ha, đừng. Thôi, xin, please. Tha. Ui, con này nó hướng ngoại rồi. Sống hướng nội đi, đừng hướng ngoại nữa. Ngươi xuống đây. Không sợ, ngươi xuống đây ngươi nổ đi, không sợ đâu. Ta là Julidon. Hehe. Để cho cái khu vực chỗ nuôi khủng long của mình nó được trông kiên cố hơn thì mình sẽ gắn thêm một ít cái hàng rào sắt giống như vậy. Đó. Xịn liền, nhìn kiểu hơi bị an toàn luôn. Ủa, what the heck, cái gì đây? Cái nhà mình bị cháy rồi. What the? Dập lửa. Ủa? Trời đất ơi. Ê, trên kia còn cháy kìa. Đừng. Ủa, cái vụ gì vậy? Thánh thần à. Con nào? Tên nào dám đốt nhà mình?
Ôi ơi, cái kệ sách để mình cường hóa. Cái ngày xui xẻo thiệt chứ, mình sao bữa nào cũng có một cái chuyện bất ổn ập tới với mình nhờ. Trời đất quỷ thần ơi, không hiểu luôn. Lo chưa xong cái chỗ nuôi khủng long mà nhà mình đã toang rồi. Thôi lỡ mình sẽ tập trung làm cho nó cái chỗ nuôi khủng long trước cái đã. Mình còn thiếu một cái cửa để ra vào à, thế nên là mình sẽ đập cái chỗ này ra để làm một cái cánh cửa vẫn có kích thước là 3x3 giống như mọi khi. Gắn cái cửa vào là khu vực này đã chính thức hoàn thành rồi. Wow, rất là đẹp luôn. Bên trong thì mình vẫn giữ được cái nét tự nhiên ban đầu của cái khu vực mình ở bằng những cái cây này nè. À, trong tương lai thì mình còn có thể trồng thêm những cái cây thời tiền sử nếu như mình biết cách trồng để biến cho khu vực này tự nhiên nhất có thể luôn. À, bây giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc rồi sau đó lo chỉnh sửa lại cái ngôi nhà của mình à. Chứ bây giờ các bạn coi rồi đấy, nó khác gì căn nhà bị bỏ hoang đâu. Không biết mình còn có đủ số kệ sách để mình làm lại cái chỗ cường hóa hay không nữa nè. Sách bữa mình hình như gần hết rồi, còn nhiều không? Ồ may quá may quá, như đây chắc vẫn còn đủ á. Ồ dư luôn dư luôn, trong cái gũi nó vẫn còn cái hên nha, ít ra là vậy. Rồi đặt lại kệ sách xuống nè. Mà tới bây giờ mình cũng không biết nguyên nhân tại sao mà cái chỗ của mình nó lại bị cháy luôn. Trời đất ơi, tự nhiên khi không nhà cháy à. Nghiệp quật à, mình đâu có làm chuyện gì đâu mà nghiệp quật. Không khó hiểu thiệt. Rồi bên đây thì cái chỗ, ok, chỗ cá tiền sử của mình vẫn còn y nguyên nè. Có vẻ là nó sẽ không có bị biến mất đâu. Rồi, và như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã chào đón thêm hai nhóc khủng long mới trong cái công viên của mình. Đó chính là, ôi không phải hai nhóc này, hai không phải hai nhóc này. Oh no 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 no. Đúng rồi. Wow, khủng long của mình chiến đấu rất là mạnh nha. Nè 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 nè, cấp mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của khủng long. Cắn nó đi. Quá dữ luôn. Rồi trở lại đâu. Mình chào đón thêm Ankylosaurus nè, cũng như là Parasaurolophus. Hiện tại thì hai em này vẫn còn nhỏ thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng áp ca để hai em này mau lớn để mình có thể nhìn thấy hình dạng khi mà trưởng thành nha. Mình đoán là sẽ rất là đẹp đấy. Kì kì, đằng kia mới có sét đánh kìa. Rồi mình hiểu rồi, chắc là tàn dư của mấy cái tia sét trong cơn mưa hay sao á. Bảo sao nhà mình cháy không có nguyên nhân là phải rồi. Và cái chuồng này thì chắc sắp tới mình sẽ đưa thêm một vài em khủng long mới vào đây ở cho có không gian kiểu như nó bự hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình xây dựng công viên khủng long của mình nhé. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.